chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Bảo hiểm xã hội với mọi người của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, nhằm bảo đảm quyền lợi cho người tham gia chính sách bảo hiểm xã hội, từ đầu năm đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện nhiều biện pháp như tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả giao dịch, bố trí lực lượng phù hợp trực tại bộ phận một cửa, thực hiện chi trả chế độ cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp nhanh và kịp thời. Trung bình mỗi ngày, bộ phận một cửa của Bảo hiểm xã hội trên địa bàn toàn tỉnh tiếp đón phục vụ từ 500 đến 1.000 lượt người một ngày. Với phương châm coi việc bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm là mục tiêu cao nhất, khi dịch COVID-19 bùng phát, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý, điều hành, thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đảm bảo thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia, đồng thời góp phần đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Hôm nay là tôi đến đây để đóng đối chiếu cái số liệu đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động ở cơ quan. Thì tôi thấy là đến đây giao dịch rất là nhanh chóng. Bộ phận tiếp nhận xử lý hồ sơ là giải quyết nhanh, kịp thời, hướng dẫn chi tiết để các đơn vị cũng như là công ty có thể làm việc được thuận lợi hơn. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện cắt giảm một thời gian một số thủ tục thuộc lĩnh vực thu, cấp sổ, cấp thẻ và giải quyết chế độ chính sách. Trong đó có những thủ tục mà cắt giảm xuống còn có 5 ngày, có hơn 5.000 đơn vị thực hiện cái giao dịch điện tử qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và qua Cổng Dịch vụ Công của ngành. Công tác chi trả, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia cũng được Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện kịp thời với phương thức có lợi cho người thụ hưởng. Cụ thể, bằng phương thức chi trả qua tài khoản và dịch vụ bưu điện, đến hết tháng 10 vừa qua, toàn tỉnh đã giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho trên 40.000 lượt người, bảo hiểm thất nghiệp cho trên 196.000 người, bảo hiểm quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên 650.000 lượt người với tổng số tiền trên 2.400 tỷ đồng. Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với các ngành địa phương giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động phải thực hiện các biện pháp cách ly y tế. Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với các đơn vị tổ chức doanh nghiệp trong các ngành nghề lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Mặc dù bị tắc, chúng tôi cũng thường xuyên để bám sát với các tình hình hoạt động đơn vị, đặc biệt là công tác mà tuyên truyền với các đơn vị để thực hiện cái việc mà nắm bắt được cái thông tin chính sách của nhà nước về công việc tạm dừng đóng cũng như thể là xác nhận để hưởng cái chế độ. Bên cạnh đó thì cũng phải đồng hành với cái việc là đôn đốc những các đơn vị thực hiện tốt cái nhiệm vụ việc đóng nộp cho người lao động theo quy định. Tính đến hết tháng 7 thì trên địa bàn toàn tỉnh thì chúng tôi cũng thu bảo hiểm xã hội đạt khoảng 52% so với kế hoạch. Tính thời điểm đến 31 tháng 7 thì trên địa bàn tỉnh có khoảng 17 đơn vị với khoảng 1.393 người là tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Tổng số tiền đó tương đương nó khoảng 8 tỷ đồng. Xã hội cũng xác nhận cho các đơn vị để thực hiện hưởng cái gói hỗ trợ theo nghị quyết 15 của chính phủ, 17 đơn vị với khoảng 1.351 lao động, xác nhận cho 4 đơn vị tạm hoãn hợp đồng lao động. Mặc dù bị tác động ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng tính đến hết tháng 10, số người tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn đạt trên 221.000 người, tăng gần 2.500 người so với tháng 9, tỷ lệ bao phủ đạt trên 31% lực lượng lao động, trên 1.081.000 người tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 97,2% kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Nhờ thực hiện tốt chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo đảm thủ tục hành chính nhanh, gọn, thông suốt cho các đơn vị doanh nghiệp, chú trọng bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội tỉnh đã tạo niềm tin cho người dân, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội của tỉnh Hưng Yên phát triển. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Bảo hiểm xã hội với mọi người của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Thân ái chào tạm biệt.